tôi về phép 24 giờ để tình thương trong người thương. Chân nghe quen từng biển sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ. Bao giờ vừa tâm tư lạ mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mắt, đưa ta đi về nguyện thủy loài người. Mùa yêu như một ngõ cùng về ngôn ngữ tình làm băng. Xin chào các bác. Ngày hôm nay thì xin test một số những chiếc cục đẩy gửi cho các khách hàng. Trước mắt quý vị và các bác là những chiếc cục đẩy của hãng BF Audio. Dòng này máy class D, cho nên là công suất rất là khỏe, công suất của nó đạt 1000W trên một kênh. Thì với những chiếc cục đẩy này thì quý vị và các bác có thể sử dụng đánh súp 50, đánh rất là căng, hoặc là các bác có thể sử dụng đánh những đôi full đôi 40. Với chất âm của nó rất là hay. Vừa rồi các bác có thể vừa được nghe đến thì đang test thực tế trên một đôi loa bát 40. Chúng ta nghe được cái chất âm của nó rất là hay, tiếng bass cực kỳ sâu và mềm, tiếng trung thì mở rộng rất là, nó mở cái lời nó mở rất là rộng và chép nhuyễn, nói chung là tiếng rất là sáng tiếng. Với chiếc cục đẩy này giá tại cửa hàng 3.800.000 thì test cho các bác khách hàng sau. Bác thứ nhất là anh Đặng Hữu Quân, có địa chỉ ở ấp An Thạnh, Tân Bình, Càng Long, Trà Vinh. Anh lấy hai chiếc và đã cọc tiền cho cửa hàng. Với chiếc thứ hai thì anh Đôi, có địa chỉ số nhà 175, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông, Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Với chiếc một bác khách hàng nữa là bác Minh, có địa chỉ ở Bình Thuận, Bình Long, Châu Phú, An Giang. Và anh Đinh Văn Ngọc, có địa chỉ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, gửi xe. Bác Nguyễn Hải Âu, có địa chỉ ở Long Trị 1, Tân Phú, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang. Thì với các bác khách hàng thì các bác có thể là kiểm tra hàng được trước khi thanh toán thôi nhé. Bác mua hàng thì cần liên hệ số máy cửa hàng theo số máy là 0385 2228. Với chiếc cục đẩy này thì nói chung là giá nó cũng hợp lý và chất âm rất là hay. Lô sản phẩm này thì về bán cho các bác đa số là các bác về các bác làm sự kiện nhiều, công suất nó rất là lớn, tiếng hay. Với hình thức chiếc cục đẩy nó nhỏ gọn, cái size của nó size U và chiều sâu của nó thì ngoài trên 30 một tí thôi. Nói chung là nó nhỏ gọn. Và với mạch class D này thì là một trong những mạch class có cho hiệu suất cao nhất hiện nay, song đến TD, và với công suất của nó thì rất là đạt, cũng như là cái những công ty mà họ sản xuất trong mạch class D này thì hàng bãi thì sử dụng những linh kiện nó tốt, nên là nói chung là những công ty phải lớn bắt đầu mới sản xuất được những dòng mạch class D, nếu những dòng hàng bãi thôi nhé. Đây là chất âm của nó rất là hay. Thì với clip này thì quay cho một số các khách hàng, còn một số bác không quay được thì các bác cũng không cảm. Thì cũng chủ yếu là test chất âm cho các bác nghe thôi. Bởi vì cái dòng này thì nói chung em cũng đã quay clip cho bác rất là nhiều rồi, chủ yếu test qua chất âm cho các bác nghe lại. Thì nghe chất âm mộc mạc là lấy tín hiệu trực tiếp từ máy tính, đánh không qua thiết bị thì đánh trực tiếp ra loa để các bác có thể nghe được cái chất âm mộc mạc của chiếc cục đẩy này thôi. Chứ còn hàng này thì em giới thiệu bác rất kỹ rồi. Ở bên trong nội thất thì nó chẳng có gì. Dòng này thì nó lại dùng nguồn xuyến, cho nên là cái nguồn xuyến này thì tiếng bass nó đánh rất là lực. Và đây thì tụ của nó sử dụng những dòng mạch class D thì dụng tụ rất là lớn, tụ 160V, bên này tụ 200V thôi nhé. Mạch class D tất cả mạch của nó thì chỉ dụng mỗi một kênh chỉ dụng hai con sò thôi nhé, hai con sò thôi. Đấy. Tất cả mạch class D nó đều sử dụng vậy, nó không sử dụng nhiều sò. Và máy làm rất là mát, chỉ sử dụng duy nhất một con quạt là mát. Nói chung là máy là rất là mát, đánh mà rất là mát, đánh nó không nóng. Và đây thì ra loa các bác có thể sử dụng bằng cọc loa hoặc là jack nêu trích. Còn đường vào chúng ta sử dụng bằng canon và nó có đường link sang của người khác, bởi vì hàng này nó là hàng sự kiện. Cho nên là các bác có thể là link sang của người khác để đoan làm sự kiện. Còn các chế độ thì ở giữa nó là chế độ sitter, còn một bên là Branel, một bên là Brai. Thì chắc qua chất âm những chủ đề BF các bác để các bác nghe. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác. Thì bắt đặt hàng các bác chỉ cần liên hệ số máy cửa hàng theo số máy là 0385 2228. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video.